các bạn, hôm nay mình đang có mặt tại Yesen Beauty để sử dụng một buổi trải nghiệm cân đối khuôn mặt. Và với buổi cân đối khuôn mặt này thì được sử dụng liệu pháp Bonki đến từ Hàn Quốc. Và mình đang rất là hào hứng để được sử dụng buổi trải nghiệm này. Và các bạn cùng mình đi lên trải nghiệm nhé. Chân đặc biệt chỉ sử dụng bỏ tay. Lúc đầu thì mình cảm thấy rất là đau, nhưng mà đến khi sau khi làm xong thì mình thấy không còn đau nữa. Và bây giờ thì mình thấy đang rất là thoải mái. Ở những vùng vai gáy của mình trước kia bị căng cơ cứng thì bây giờ thì cũng mềm đi rất là nhiều.오른쪽 측두골이 약간 벌어져 있으면서 왼쪽은 광대가 벌어지신 편이거든요. 그래서 전체적으로 이렇게 기울었다고 보시면 돼요. 지금 오른쪽보다 왼쪽이 조금 더 벌어지면서 길이도 약간 내려가 있어요. 그래서 관리할 때 왼쪽을 리프팅 해드리면서 놓아드릴 거고, 오른쪽 같은 경우는 이쪽 왼쪽이 벌어지면서 오른쪽이 뒤로 빠져있기 때문에 앞으로 보내드리면서 왼쪽 같이 모아드릴 거고, 광대 같은 경우도 왼쪽이 벌어져 있기 때문에 왼쪽 모아드리고 오른쪽 측두골 모아드려서 이렇게 기울어져 있던 광대를 반듯하게 모아드릴 거예요. 그래서 오늘 체험해서 mình đã thấy khuôn mặt của mình có dấu hiệu tích cực lên rất là nhiều. Mình thấy khá hài lòng nên bây giờ mình sẽ xuống đăng ký để sử dụng toàn bộ liệu trình cân đối khuôn mặt của Yesen Beauty. Các bạn có câu hỏi gì về liệu trình này thì hãy inbox cho fanpage Yesen Beauty và Yesen Baby để mình sẽ trả lời tất cả câu hỏi của mọi người, cũng như là Yesen Beauty sẽ trả lời câu hỏi của mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.